cuộc đời quá mong. Để một mình tôi trọn
mắt trắng dưới bầu trời mơ mộng, đồng thấy nao nao khi nghe tiếng tiêu sầu. Rồi mong bị ôm áp tối tình đầu, còn chướng chi vô tình nào hay biết, cứ mỗi đêm về tối lên thiên sắc thay. Nỗi niềm mong mỗi tình si mỗi khi trăng rơi lầu dòng nguyện, nàng mỹ nương chờ đợi tiếng sáo của chương. Truyền cẩn thận hỏi hát hương thương, thì ra con kẻ đã suy tư tiếng tiêu của trần trước đi, đem ngài đưa đò trên sông, tên của chàng gọi là chư. Rồi một ngày kia khi vua cha đám tường sơ diệt, liền truyền lệnh cho thần dân bá quan trăm họ tìm người thổi sáo đến diện kiến trước sân rồng. Còn mỹ nương thì mặt quá hớn hở, sắp gặp được người chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng vừa xem qua diện mạo trương chi, đàn quán hốt rồi mê tan tận tình, khiến cho trương chi thêm buồn thêm tội. Và kể từ đây càng ôm môi tuyệt tình, chàng ơi xin chớ sầu đau, đừng đến quán trách chi nhau. Tôi nghe nếu ta không gì thì thôi kiếp sau ta sống hợp, đời tôi sao lắm buồn đau. Giờ đây tôi chỉ còn mong tối niềm tiếng theo nước sông thường. Chàng chết đi biến thành viên ngọc quý, mai giống dương ở vương lầu hồng. Con mỹ nương nhìn vào chén ngọc, sắp gặp lại chàng dắt dặn bên tay. Nở tình chưa trả cho ai, tơ lòng tan xuống tuyên định.